ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa cùng chư tôn đức thân khỏe tâm an để hướng dẫn chúng con cùng quý Phật tử trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay thầy có duyên trở về để chia sẻ Phật pháp đến quý vị. Khi mà ban tổ chức mời thì thầy hỏi là thầy giảng cho tuổi trẻ hay là tuổi già. Ban tổ chức nói tuổi già. Dạ. Già mình giảng kiểu khác, trẻ mình giảng kiểu khác. Vậy mà hồi nãy thầy MC nói thầy là đại đức giảng sư trẻ cho thầy vui nãy giờ. Dù mình có già rồi. Ai nói mình già mình buồn không? Buồn không? Dạ em đâu. Buồn không? Thầy chỉ cho ai hỏi quý vị bao nhiêu tuổi á, mình muốn né tuổi mình nói vậy nè. Dạ, em tuổi học trò. Ồ đúng không? Học trò là còn muốn ham học. Hôm nay đi vô chùa có phải đi học không? 70 chưa phải là già, 70 chỉ mới tuổi hoa cuộc đời. Đó. Tám mươi chưa phải là già, 80 chỉ mới mặn mà chút thôi. Để xong là muốn hết muốn già luôn ha. Thì hôm nay á, như ban tổ chức á, thông báo đến quý Phật tử là thầy sẽ giảng bài là giọt lệ cuộc đời. Bài hôm nay là nói về nước mắt. Quý vị cười đi rồi lát nữa khóc. Giọt lệ cuộc đời nói về nước mắt, tức là những giọt nước mắt ở cuộc đời. Trong cái bài giảng hôm nay á, thầy sẽ trích dẫn chia sẻ đến quý vị một số giọt nước mắt, là những giọt nước mắt mà mình khóc trong đời vì chuyện này chuyện kia, và có những giọt nước mắt của những người giác ngộ, và ngay cả có những giọt nước mắt của bậc thánh nữa. Bậc thánh cũng khóc. Bậc thánh mà đắc quả A-na-hàm trở lên á, tức là đoạn hẳn tham dục và sân á, thì bậc thánh nó mới không khóc thôi. Và hôm nay quý vị sẽ nghe thêm một cái trường hợp khóc nữa là chư thiên khóc nữa. Chư thiên khóc nữa. Nên cái chuyện mà trong đời của mình á, thầy nghĩ ngồi đây thì quý Phật tử nam nữ gì ai cũng đã từng khóc. Mà tệ nhất á, mình nhìn lại những tháng ngày đã qua, mấy xô nước mắt của mình rớt vì một vài người nào đó, mà bây giờ nhìn lại những người đó không có xứng đáng. Dạ có không? Dạ có. Thành kính phân ưu. Quá trình học pháp, quá trình nhìn lại, mình thấy có những tháng ngày trôi qua của mình á, mình sống trong bất thiện, mình sống trong tham, trong sân, trong buồn giận, trong bất thiện á, mà đôi lúc á, mình nghĩ đó là hay, lúc mình nghĩ là mình giận người ta là hay nữa đúng không? Đó. Lúc mà chưa hiểu đạo á, mình hay có những cái suy nghĩ bất thiện, và mình sống trong cái bất thiện, và rồi á, có những lúc á, mình chết trong cái bất thiện đó luôn. May hôm nay quý vị biết Phật pháp, quý vị về chùa tu học. Quá trình mà học pháp, tu học, thưa quý vị, không bao giờ là đủ hết. Là không bao giờ là, quý vị nói là đến già rồi con mới đi học, hay là đến già con mới vô chùa. Mấy cái người mà lười lười đi chùa hay nói tu tâm được rồi. Sao đi chùa không anh, đi chùa không chị? Tôi tu tâm. Bữa nào thầy chỉ cho quý vị hỏi là tu tâm sân hay tu tâm tham? Sống sẽ tham với sân. Vô chùa học muốn chết nữa. Vô chùa mà tha thiết học ha. Tha thiết học đó. Vậy mà còn chưa nắm được cách tu nữa đó. Phải không? Tha thiết học đó. Thầy giảng chăm chú nghe đó. Về nhà cố gắng ngồi nghe pháp đó. Hay không? Hay. Hiểu gì không? Không. Đó. Phật gọi là nghe pháp kiểu bắp vế đó. Kiểu bắp vế tức là mình bỏ những hạt đậu lên cái đùi của mình á, thì nó có trên hạt đùi, nhưng mà đứng dậy nó rớt xuống. Thì lúc mà nghe thầy giảng pháp thì con nhớ. Lúc mà hồi hướng xong, thầy đi đường thầy, con đường con. Còn có những người là giỏi hơn chút là nghe pháp nhớ, xong rồi về nhà đem được pháp về nhà thực tập, thì đó là xuất sắc. Nó Phật gọi là trí tuệ rộng lớn. Còn có một cái trường hợp là trí tuệ lộ ngược. Lộ ngược là Phật nói cái hình ảnh cái chiếc ghe á, úp lại là không có chứa được gì trong đó hết. Lúc nghe không nhớ. Rồi dĩ nhiên lúc nghe không nhớ thì đi về xong nhớ. À, nghe nhiều
Người ta nói là gì? Nghe ít thì vẫn u mê, nghe nhiều chẳng thấy Bồ Đề ở đâu. Sao bữa giờ con nghe nhiều mà con không thấy con không có giác ngộ gì lắm, không giác ngộ gì lắm. Mỗi lúc mình hơi thủ thỉ với mình, thôi tu lai ra Như Lai cũng độ, tu tà tà Di Đà rước. À, thật ra thưa quý Phật tử là cái chuyện tu học á phải cố gắng lắm, khó khăn lắm nha. Mà cái chuyện tin Phật không phải dễ đâu. Tin Phật không phải dễ, huống chi là quý vị chịu nghe lời Phật và thực hành lời Phật là càng khó hơn nữa đó. Nên hôm nay cũng như thượng tọa ở đây thường xuyên tổ chức các khóa giảng pháp, các khóa tu học cho quý vị tiếp cận với lại lời Phật dạy, như lời của Ngài nói là để xóa mù chữ Phật pháp vậy đó. Có nhiều khi mình tới mình đứng ngoài cổng chùa, ngoài cổng chùa đây không có nghĩa là mình không vô chùa, cái thân mình vô chùa nhưng mà mình không hiểu về Phật pháp á, tiếc lắm. Coi vậy chứ một đời nó qua nhanh lắm, nó thoáng một cái thôi là mình thấy tóc mình bạc rồi. Cho nên ai khen mình trẻ, mình dù mình già thiệt mà ai khen mình trẻ mình cũng vui vui. Nên là nếu có thời gian điều kiện, quý vị ráng sắp xếp về chùa tu học nghe pháp cũng như các khóa giáo lý đó, để mình có thể tiếp xúc được những trí tuệ mà Phật dạy cho mình qua những bản kinh. Và với trí tuệ của Phật đó, quý vị hiểu là mình học cả đời của mình nha cũng không bao giờ hết được lời Phật. Cho dù một đời đó mình chỉ học tới đó cũng hết được nữa. Rồi còn cái chuyện học rồi mà hiểu tới đâu nữa, hành tới đâu nữa, là cả một cái chặng đường phía trước. Cho nên là khi mình hiểu về, càng hiểu về Phật pháp đó quý vị, mình sống càng khiêm tốn. Mình càng hiểu về Phật pháp, mình càng kính đáo, càng khiêm tốn, mình càng biết ơn, càng an lạc. Nói chung là càng hiểu, càng tu tập đó, là những cái đạo đức đó, nó sanh lên mình. Hôm qua đó, có một em Phật tử mới tới hỏi thầy: "Thầy ơi, mình làm cách nào để mình vượt qua cái tâm kiêu mạn?" Em nó hỏi thầy vậy đó. Thầy nói ví dụ như con đẹp nè, ví dụ như con khỏe nè, ví dụ như con giàu có, ví dụ như con thông minh, ví dụ như con được cái gì hơn người ta đó. Con nghĩ vậy nè, ăn mày dĩ vãng thôi. Ăn mày dĩ vãng, tức là sao? Là những cái phước mà hôm nay nó trổ cho con được đẹp, được giàu, được khỏe, được thông minh đó, đó là trong quá khứ con làm phước, bây giờ nó trổ, ăn mày dĩ vãng. Mà nói theo kinh điển là mình đang xài đồ cũ, hay mình đang ăn cơm nguội thôi. Đây là lời Visakha nói đó. Hôm nay mình đẹp, mình giàu, mình khỏe thì mình nghĩ coi, những cái đó là nó chỗ từ phước lá quá khứ, hôm nay nó chỗ thôi, có gì để mình tự hào, tự cao. Rồi thầy nói tiếp là mình quán chiếu á, là mình đang là một con người còn phàm phu á, mình chưa có thoát được cái nô lệ của phiền não, mình chưa có chữa được cái bệnh của mình. Mà bệnh của mình là những căn bệnh mà thầy nói ví dụ như cơ thể vật chất của mình đi, mình bị bệnh bác sĩ nói không sống được mấy ngày nữa đâu. Thì bây giờ trong cái bệnh tâm của mình chữa lành chưa? Chưa đâu. Trong tâm mình còn phiền não, tham sân nhiều lắm. Mình còn nô lệ cho phiền não, mình còn những căn bệnh rất là nặng. Mình chưa có vượt qua khỏi được ngục tù của tam giới. Mình đang đi trong cái sinh tử của sa mạc, mình chưa có qua được cái sinh tử của khổ đau này. Thì không có gì mà để cho mình đáng tự hào một cái gì hết. Cho nên khi mà mình được cái gì á, quý vị nhớ là trên cái quả lành đó, mình tiếp tục tạo cái nhân lành nha. Tiếp tục tạo nhân lành. Tại vì thầy biết á, có một số người là quan niệm thiện của họ là gì? Quan niệm thiện của một số người là tôi không làm ác là được rồi, tôi sống không hại ai, tôi làm việc trong công ty hết lòng trách nhiệm, rồi không phiền hà hàng xóm, lo cho vợ, cho chồng, cho con, tôi không làm ác, tôi tu làm gì, phải không? Quý vị nghĩ không? Có nhiều người nghĩ như vậy đó. Thật ra như vậy là tốt rồi, nhưng mà cái tốt đó, cái thiện đó so với những lời Phật dạy có một chút xíu à. Đối với Phật pháp là cái thiện to lớn khủng khiếp lắm. Thì càng ngày học Phật pháp á, quý vị càng trầm ngâm hơn. Thầy nói từ trầm ngâm đây là gì? Tức là quý vị càng học pháp, cái gì quý vị cũng đưa vào Phật pháp đó. Thấy cái gì quý vị cũng đưa vào pháp, thấy cái gì quý vị cũng đưa vào pháp đó. Cuộc sống của mình là sống với pháp, sống với lời Phật dạy. Ai nói gì là chuyện của họ, chuyện khen chê thị phi của cuộc đời. Hoặc là cái chuyện ngay cả bản thân mình đã nghĩ như vậy á, mình cũng không dám tin nữa. Mà mình tin là mình nương vào đâu? Bây giờ học pháp rồi, kể nói cho thầy nghe coi. Bây giờ mình tin, mình nương là nương vào đâu? Nương vào đâu? Nương vào pháp, nhớ không? Nương vào pháp. Pháp Phật dạy như vậy thì mình nghe vậy, chứ không phải ông hàng xóm nói vậy mình nghe vậy, đúng không? Không phải chị đó nói vậy mình nghe vậy đó. Mà Phật nói vậy nên mình nghe đó. Và ngay cả những suy nghĩ của mình đó, mình cũng lấy ra, mình coi thử coi, đối chiếu thử coi là những lời dạy này có đúng với lời Phật không. Cho nên tâm mình nó lừa mình lắm. Ví dụ như thầy nói sáng hôm nay có khóa tu tại chùa Giác Ngộ, mình chuẩn bị đi hết rồi, cái sáng nay chuẩn bị đi trời nó mưa,
giờ nó mưa, cái mình cũng dặn lòng, mình dặn từ tối hôm qua, không sao, trời mưa thì mặc trời mưa, trời mưa thì mặc trời mưa, mình cũng đi. Nhưng mà sáng nay mưa to quá, trời mưa thì mặc trời mưa, mừng mà mưa to quá thì ta ở nhà. Mình cũng dặn mình, nhưng mà to quá cái ở nhà, nó thôi đi rồi, bệnh sao, cảm sao, không, chuyện này chuyện kia làm sao đó. Thầy chỉ cho quý vị, mình tu tập á, mà mỗi lần mình lười á, mình nghĩ vậy nè, nếu ngày xưa, nếu ngày trước á, Đức Phật cũng lười như mình, thì hôm nay không có con đường để mà Phật dạy cho mình đâu. Ngày trước Đức Phật, các vị tổ sư á, cũng giải đãi như mình á, thì làm gì mà tìm ra những đạo nghiệp, con đường giải thoát cho mình. Mình nghĩ về Đức Phật, sự tinh tấn của Đức Phật, sự cố gắng của Đức Phật. Mà trong kinh nói á, quý vị, trong kinh Trung Bộ á, nói cảm động lắm. Nó là khi mà ngài khổ hạnh á, ngài khổ hạnh mà ngài nín thở, ngài ép hơi thở, ngài nín thở, ngài ăn ăn uống rất là kiêng khem, ăn những hạt mè. Ngài nói có những lúc á, ngài lấy tay ngài rờ vô cái bụng thì đụng xương sống. Ngài rờ ra sau lưng cái ngài đụng cái bụng, tức là rất là ốm. Có những lúc ngài ốm quá quý vị á, ngài đi đại tiện tiểu tiện á, ngài đi xong ngài té úp cái mặt xuống đất luôn. Thương chưa? Tại vì kiệt sức. Và da của ngài á, là rất là đẹp. Mình học 32 tướng tốt của Phật, là ngài tướng tốt của ngài là da ngài màu vàng ròng. Vậy đó mà trong lúc mà ngài khổ hạnh á, ngài ép sát như vậy á, có người nói ngài da màu đen, có người nói ngài da màu xám, có người nói ngài vừa đen vừa xám, mà trong khi da của ngài rất là đẹp. Ý thầy muốn nói ở đây là cái lúc mà tìm đạo khổ hạnh của ngài vất vả dữ lắm. Thì mỗi lần mà mình lười biếng á, mình nghĩ như vậy đó, nghĩ là cái Đức Phật ngày xưa tinh tấn như vậy, chư tổ tinh tấn như vậy mới có con đường cho mình ngày hôm nay để sóc dậy, để sóc dậy cái tinh thần của mình. Với mình nghĩ nữa là cái chuyện liên quan đến cái bài giảng hôm nay nè, mình khổ nhiều quá rồi, mình không tu, mình không biết cái con đường nào để mình thoát khổ. Trước nhất mình học cái con đường thoát khổ, mình mà không có tu tập là mình khổ khủng khiếp. Thầy tin rằng á, từ ngày mà quý vị bước vào chùa rồi, những cái cảm xúc buồn vui thất thường của mình ngày xưa á, từ từ nó lắng lại, đúng không? Có nghĩa là mình vẫn buồn nhé, mình vẫn vui đó, nhưng mà mình nói theo đời một chút, vui vui vừa thôi, yeah. Có buồn buồn vừa thôi đó. Ngày xưa ai mà tặng cho mình muối sầu riêng đó, mình vui cả ngày, thấy không? Mình thích ăn sầu riêng mà, bây giờ tặng cho mình muối sầu riêng mình cũng vui lắm, nhưng mà nhắc vui vui thôi, đừng vui quá, ví dụ vậy đó. Buồn thôi, đừng buồn quá. Đó là cả một quá trình, rồi từ từ tu học á, với cái chuyện được mất khen chê buồn, khen chê buồn vui ở cuộc đời này á, đối với mình, với cái người của bậc trí, vị nhìn nó bình thản đó, nhìn nó bình thản đó. Người ta chửi mình á, mình thấy nó là bình thường, người ta không chửi mới là khác thường. Nhiều khi nghe thầy nói vậy, vị nói ủa sao thầy dạy kỳ vậy? Tại vì chúng sanh á, khi mà còn phàm phu á, là bất thiện nào cũng dám làm hết á. Người chưa hiểu đạo tha hồ làm ác, nổi hứng mới làm thiện. Người chưa hiểu đạo tha hồ làm ác, nổi hứng làm thiện. Còn mình hiểu đạo rồi đó, là mình phải kiềm chế dữ lắm. Mình có giới, mình có định, có tuệ, mình nói cái gì cũng phải, mình phải kiềm chế dữ lắm. Rồi lúc giận quá, xin Phật cho con nghỉ tu 10 phút. À, lúc giận quá mình xin Phật cho con nghỉ tu 10 phút cũng chửi rồi đó. Nhiều lúc mình giận quá mình chịu không nổi á, không? Nhưng mà rồi càng tu học, quý vị phải càng điềm tĩnh hơn, càng có trí tuệ hơn. Nói theo đời là mình càng bản lãnh hơn. Bản lãnh nó không có nghĩa là mình giận, mình chửi, mình đánh người ta là bản lãnh đâu. Bản lãnh ở đây chính là sự làm chủ tâm của mình. Đứng trước những cái khó khăn, được mất, buồn vui, khen chê á, mình làm chủ tâm của mình để cho tâm mình đừng có giận hờn, cũng đừng có bất thiện. Cái đó mới là khó. À, thì nhìn lại những cái tháng ngày đi qua trong đời của mình á, mình khóc nhiều lắm. Mà thường thì thầy biết mấy cô dễ khóc hơn mấy người nam á. Mấy người nam cũng khóc. Thường thì những giọt nước mắt á, khi mình nghe nói những giọt nước mắt, những giọt lệ ở cuộc đời á, thì mình hay nghĩ tới là những giọt nước mắt đau khổ. Thường khóc là khổ. Nhưng mà có một số trường hợp vui quá mà khóc, chúng số cũng khóc. Dạ. Thấy con mình mà thành đạt cũng khóc. Thấy con mình ngày đó học ra trường cũng khóc. Rồi thấy mà trong cuộc sống có những điều lúc nào vui quá mình cũng khóc, chứ không phải khổ mình khóc. Nhưng mà thường thì những giọt nước mắt trong đời của mình là những giọt nước mắt đau khổ. Giọt nước mắt đau khổ. Trong kinh Mi Tiên á, có nói đại ý là có hai giọt nước mắt, hai loại nước mắt. Một loại nước mắt như là thần dược, và loại nước mắt như là thuốc độc. Quý vị nghe coi là mình đã khóc như là thần dược hay là thuốc độc. Tức là những giọt nước mắt như là thuốc chữa bệnh cho mình vậy đó.
mà có những giọt nước mắt như là thuốc độc. Thì trong kinh Mi Tiên câu 64 Ngài dạy thế này nè, là những giọt nước mắt mà do mình tham, sân, buồn, giận, ích kỷ, nhỏ nhen, giận hờn, đố kỵ, hân thua mà khóc á, tham liếng, u bi, sầu não mà khóc á, thì những giọt nước mắt đó như là độc dược vậy đó. Quý vị có từng tức ai quá mà khóc không? Tức quá mà khóc không? Có. Xa lìa người thân mà khóc không? Có. Bệnh mà khóc không? Có. Khóc vì chồng, khóc vì con, khóc vì vợ, khóc vì mất tài sản, khóc vì bệnh tật, đủ cái để mình khóc. Hôm nay nghe thầy giảng bài này, không phải là thầy kêu quý vị không khóc đâu, nhưng mà khóc một lần này nữa rồi thôi. Nhắc mình vậy đó. Học Phật Pháp là nhắc mình hồi bây giờ những cái chuyện buồn vui được mất đó. Hôm nay mình rớt nước mắt, khóc khổ quá à. Nghe thầy giảng khóc một lần này nữa rồi thôi. Mà đây là cái câu mà có một lần đó, có một Phật tử gọi tới thầy là đẩy là cổ khóc quý vị. Cổ khóc, khóc đến nỗi mà sưng mắt á, sưng mắt lên. Mà khóc vì một người không xứng. Cái thầy mới nói, chị nghĩ lại coi, chị nghĩ lại coi, chị nhìn chị kìa. Cổ mới nói, sao mà người đó không thương con nữa. Quý vị không, thầy nhìn cổ, tóc tai bù xù, cổ định tự tử. Mà bạn cổ mới nói, thôi em tới em gặp thầy Thiện Tuệ rồi hãy đi tự tử. Đó, đây là lần cuối cùng á, mà thầy nói không thành công là cổ chết á. Cho nên lúc đó thầy cũng điềm tĩnh, thầy lựa câu gì thầy nói cho cổ tỉnh. Thầy nhìn cổ thì biết không, đâu có chăm sóc sức khỏe, mắt sưng lên, tóc tai bù xù hết. Cô nói, cô biết sao người đó không thương con nữa. Cái thầy đâu có dám nói. Thầy nói trong lòng, nhìn cô vậy ai mà thương nổi. Tóc tai bù xù sưng hết đó, phải làm đẹp lên nha. Đó. Mẹ cha mình cho cái tấm thân đẹp như vậy, rồi chuyện gì nó cũng qua. Đừng có nghĩ là không có cái đó là mình chết. Không có đâu nha. Không có phước đó mới chết. Không có tu đó mới chết. Không có thở nữa mới chết. Trong khi hơi thở, bạn thân nhất của mình không lo. Đúng không? Lúc chưa tu á, mình có cái đau khổ gì mình hay nghĩ vậy nè. Bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng nàng. Có bao nhiêu này, có như gom hết cho mình vậy đó. Mình cứ nghĩ là cái khổ đó là của mình, là mình khổ nhất trong đời này. Đó xong á, nói chuyện với cổ xong á, thầy mới khuyến khích cổ á, mọi cái qua được thì bình thản lại. Thầy cũng nói một chút về cái nếu mà mình nghĩ xấu á, bất thiện mà mình tự tử á, là cái kiếp tái sanh của mình kế tiếp thường là bất thiện lắm, thường là cõi đọa. Rồi sau này cổ khỏe, cổ vượt qua rồi cũng mừng. Cho nên là mình khóc đủ kiểu mình khóc ấy. Thường là những giọt nước mắt của khổ đau. Và có một loại nước mắt là như là thuốc á, đó là những giọt nước mắt khi mà quý vị nghe pháp mà quý vị vui thì khóc á. Có. Nó bắt đầu qua cái này thấy ít rụng bớt rồi đúng không? Khóc vì chuyện đời đủ thứ chuyện nhiều lắm. Có cái nào nghe pháp mà khóc không? An lạc mà khóc không? Tu tập mà khóc không? Nhìn Phật, lễ Phật, thương Phật, kính Phật, biết ơn Phật mà khóc không? Những cái phỉ lạc, những cái hỷ lạc của đời tu mình, rồi những cái từ tâm của mình rớt ra những giọt nước mắt đó. Thì những giọt nước mắt đó gọi là những giọt nước mắt như là thuốc chữa bệnh cho mình vậy đó. Đó. Nếu phải khóc thì khóc vậy đó. Còn những cái chuyện buồn vui được mất khen chê, từ từ quý vị bắt đầu tập giùm thầy điềm tĩnh lại nha, điềm tĩnh lại, bình thản lại. Rồi trong đời mình á, có những giọt nước mắt là tự mình phải lau khô. Không ai thương mình bằng chính mình đâu, nhớ vậy. Không ai thương mình bằng chính mình. Nhìn lại những tháng ngày đã qua nha, những tháng ngày đã qua đến hôm nay. Tại vì hôm nay mình già rồi, mà già thì thường nó đi với cái bệnh, đúng không quý vị? Cái già nó hay đi với cái bệnh. Và cái già trong, nếu mà mình nói sinh lão bệnh tử á, thì cái già nó đi với cái gì? Cái gì mà mình không muốn nói, đúng không? Sanh lão qua bệnh rồi, cái già là bắt đầu là thấy cái tuổi già là thấy cái tuổi sắp lên bàn thờ ăn chuối, đi họp ông bà rồi đó, còn mấy nồi bánh tét nữa đâu, ăn mấy nồi bánh tét nữa, mà cứ còn buồn vui giận hờn khóc á, thương cho mình nha, thương cho cái thân phận của mình được làm một cái kiếp người đầy đủ xấu căn. Rồi biết Phật Pháp không có nhiều. Thì nhớ là không có nhiều. Nên nếu mà có khóc á, hôm nay nghe thầy Thiện Tuệ giảng, có hai loại khóc. Đó, hạnh phúc, nghe Pháp, tu tập, an lạc, hiểu Pháp. Có những lúc đó là kinh cảm tâm mình mà mình khóc á. Khóc khóc vậy đó. Có nhiều khi ra kia rớt có 50.000 khóc 3 ngày. Có rồi bà cụ, thầy nghe rồi. Bà cụ không ngủ được, rớt 50.000 buồn không ngủ được. 50.000. Nói trời ơi, cụ mà không ngủ vậy cái tiền mua thuốc nó còn hơn 50.000. Mình mà không có tu là
một chút xíu thôi là mình cũng khổ. Rồi hôm qua cũng hôm qua quý vị Phật tử hỏi thầy, thầy ơi, trong cái bước đường tu tập của mình á, khi mình gặp khó khăn á, chướng ngại á, thì đại ý của đường tu nó có ba cái khó, một là đắng quá là chướng ngại, hai là ngọt quá, ngọt tức là đầy đủ quá nó cũng chướng luôn, cái thứ ba là tẻ nhạt quá, tẻ nhạt là tu không có an lạc á, thì làm sao mà con vượt qua được. Thì thầy mới nói nghĩ về một cái lớn hơn, luôn có một cái lớn hơn để mình nắm vào mình đi. Mình hãy nghĩ về đời sau kiếp khác, mình hãy nghĩ về những cái an lạc hạnh phúc cao đẹp, mình hãy nghĩ về những cái điều cao đẹp, những cái hạnh phúc an lạc trong đời này, và biết nương tự pháp, mình có cái lớn đó để mình nắm vào. Thì trong cái đường tu tập của mình, trong cái cuộc đời của mình, những cái trái ngang á, những cái chướng ngại á, mình có cái mình nắm rồi, những cái kia mình mới bỏ qua được. Nó dễ hiểu là lòng của quý vị mà lớn á thì những cái chuyện nhỏ vì bỏ qua được. Lòng quý vị mà như biển như sông á thì quý vị mới chứa được nhiều. Từ tâm của quý vị lớn á thì những cái chướng ngại cuộc đời quý vị có thể nuốt vào lòng, quý vị có thể kiềm chế, quý vị có thể kham nhẫn một cách dễ dàng. Còn tâm của mình á là, thầy nói vui là tâm của mình là trái nho mà mình toàn là làm chuyện trái đất, sao mình làm nổi. Phải không? Tức là tâm của mình bé nhỏ quá, mình khổ từng cái bánh, mình khổ từng cục kẹo, mình khổ từng ánh mắt người ta nhìn mình. Một cái là người ta có mình nhìn người ta nhìn mình lại có vẻ khinh thường, mình về mình ngủ không được, sao mình làm chuyện lớn được. Mình thích đứng hàng đầu mà gặp cái chuyện làm phước là đầu hàng đó. nhồ không đúng không? Nghe bài này đúng không? Thầy giảng công tâm không có ý xuyên xỏ cà khị ai đâu nha. Nói như vậy để mình nghe những cái bài này để mình nhận sự thật vậy đó. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, quanh quẩn cùng trong biển khổ thôi. Không có tu là khổ thôi. Hôm nay mình về được nghe lời Phật. Lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Con rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn, dẫu tình trần là chóng vắng một bờ vai. Hôm nay vô chùa rồi đâu có đi với ai phải không? Đi mình phải không? Hoặc là có đi với vài bạn đạo đúng không? Con rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn, dẫu tình trần là chóng vắng một bờ vai. Nếu tình sinh là chí cách bi ai, đời vẫn khổ dù có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Khổ lắm cái gì? Nghe bài này khổ lắm. Bài này nghe để khổ mà, để mình nhận mà. Tứ diệu đế đầu tiên là gì? Khổ đế. Sinh lão bệnh tử, ái biệt ly cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ ám xứ thành khổ. Tám cái khổ đó mình mà còn trong cái sinh tử luân hồi là con sinh tử là còn khổ. Mà trong kinh Phật nói á nghe, là những giọt nước mắt mà mình đã rớt xuống trong cái vòng luân hồi á, là nhiều hơn bốn biển. Xương của mình đã nằm xuống á, là có chắc đầy một ngọn núi tu di. Mà đây thầy kể cho quý vị, Đức Phật nói câu này cho ai nghe. Là có một lần á, Đức Phật với quý thầy anh đi lên một cái ngọn núi quý vị, lên núi cao để thăm một cái vị sa di bậc thánh. Sa di tên ngài Thí Xá. Vị sa di này mới có 7 tuổi thôi quý vị. Thì lúc mà lên núi cao như vậy đó, thì Đức Phật á, với quý thầy mới hỏi ngài Thí Xá là: con nhìn xuống phía dưới núi á, con thấy gì ở dưới? Thì nó là: kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy là biển cả mênh mông. Con thấy biển cả mênh mông như vậy, con suy nghĩ điều gì? Ngài Thí Xá mới nói là: con thấy biển cả mênh mông như vậy, con thấy những giọt nước mắt trong luân hồi sanh tử của chúng con đổ ra còn nhiều hơn bốn biển. Còn mình thấy biển là mình mê, mình nhảy xuống mình tắm, rồi mình đâu thấy được cái sinh tử như vậy, đúng không? Mình thấy một cái bông hoa đẹp là mình đắm vô đó rồi. Thầy nói ví dụ vậy đó. Mình không có tu là không có tu nha, là không có phước phần lớn á, là quý vị hay có cái chuyện này nè, có cái gì là chết trong cái đó. Thường là như vậy. Thì vì mình ở cõi dục mà quý vị, cõi dục là cái cõi mình đắm vào năm trần, qua mắt tai mũi lưỡi thân. Mình mà không có Phật pháp á, không có cái gì cao lớn hơn á, là có cái gì dính vô cái đó. Có cái nhà cấp 4 là một đời là hạnh phúc trong cái nhà cấp 4. Mình nói thôn chút, con giòi á mà có đón phân là hạnh phúc của đời nữa rồi.
Còn chuột mình xa vô hũ gạo là, hũ gạo là hạnh phúc nhất đời đó rồi. Mình phước hơn chút, mình có biệt thự, mình có xe, có nhà, một gia đình nhỏ hạnh phúc là quá rồi. Mình không có nghĩ được cái đời sau kiếp khác. Mình không có nghĩ được cái chuyện mà giọt nước mắt của mình rơi trong nhiều kiếp nó khủng khiếp cỡ nào. Và nếu như trong đời này mình không có tu, và với cái thân phận này á, tái sanh những kiếp khác, thì tiếp tục những giọt nước mắt này nó sẽ còn đổ nữa đó. Thì sau đó Đức Phật mới hỏi thầy Tí Xá, mới nói là con thấy biển cả mênh mông như vậy, và nước mắt của chúng con trong vòng luân hồi là nhiều hơn bốn biển. Là đây là lời của một vị sa di nói nha quý vị. Nà, nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khắp cõi nhân gian đầy khổ lị, sao con lơ đễnh thả xuôi chiều. Thấy cái lọc sinh tử luân hồi. Rồi một câu chuyện khác, Phật nói cho một cái vị thánh ni nha, cũng là những giọt nước mắt nhiều hơn bốn biển. Và thường thì mà thầy thấy ai mà trong đời mà khổ quý vị, thì thầy hay nói là nghe đến cuộc đời của thánh ni đi. Cái vị thánh ni này tên là Bachakara. Bachakara, vị biết vị thánh ni này khổ trước khi mà ngài mà ni sư xuất gia thành bậc thánh đó. Quý vị nghe coi để quý vị thấy khổ khủng khiếp cỡ nào. Ni sư là giống như là tiểu thư, con của một cái nhà giàu có, nhưng mà lại thương cái người hầu trong nhà quý vị. Ngày xưa Ấn Độ phân biệt giai cấp lắm. Rồi sau khi thương cái anh đó xong á, thế là cái cô tiểu thư nè mới đi tới một cái nơi khác sống với anh này. Khi mà cô có đứa con đầu lòng á, thì theo tục lệ là trở về nhà nhà ngoại. Thì trên cái đường trở về thì cô sinh luôn, sinh đứa con. Thôi coi như là không có chuyện trở về nữa, dừng lại. Thì khi mà cô mang cái đứa con thứ hai á, đến ngày sắp sanh á, thì là hai vợ chồng với đứa con nhỏ, với một cái đứa con trong bụng sắp sinh, đã đi về nhà ngoại. Hôm đó đi tới một cái cánh rừng đó quý vị, thì trời mưa lớn lắm mà sắp tối rồi. Thì người chồng mới nói là thế này: thôi em ở đây, em với con ở đây, để anh vào trong rừng á, anh cắt một ít cây, làm cái chòi nhỏ để che mưa cho em với con, rồi sáng mai mình đi tiếp. Thì cô ở đây mà bụng thì chuyển dạ sắp sanh, cái đứa con nhỏ bên cạnh. Thì chồng đi vào rừng để mà lấy một cái số cây. Quý vị biết cô đợi đến tối không thấy, đến khuya không thấy, đến sáng không thấy luôn. Linh cảm có cái gì đó nó không có lành đó. Thì cô mới một tay á, là trong cái đêm đó mà đợi hoài không thấy, vì giữa đêm mưa gió trong rừng, thì trong đêm đó cô sanh luôn cái đứa con. Sanh luôn đứa con. Thì bên cạnh có đứa con nhỏ và sanh cái đứa con. Sáng không thấy chồng đâu, thì linh cảm không có lành đó. Thì cô mới một tay thì dắt, một tay thì bế con vào. Vì biết chuyện gì không? Thấy chồng trong rừng bị rắn cắn chết, tím xanh, khổ quá khổ. Đó, tức là sanh con trong bìa rừng như vậy, một mình như vậy với đứa con nhỏ. Và bây giờ thương quá thì cũng phải sao? Không sao, cũng phải chôn chồng để mà đi về nhà ngoại. Thì sau khi cô chôn cất chồng xong á, thì trên cái đường cô đi về, thì lúc đó có một cái dòng sông. Mà bây giờ hai đứa con nhỏ giờ làm sao? Thì cô mới để cái đứa mà lẩm chẩm đi đó ở trên bờ. Một tay á, cô mới đỡ cái đứa con mới sinh á, cô bơi, đỡ lên cái mặt nước rồi cô bơi qua cái dòng sông đó. Thì quý vị biết cái chuyện đó, cuộc đời, cái nghiệp đó, khủng khiếp như vậy. Thì đang bơi như vậy thì có một cái con kênh kênh á, nó bay xuống, nó bắt cái đứa bé mới sinh luôn. Nó gấp cái đứa bé đi. Trong cái sự bất lực tột cùng của đau khổ, thì cô mới thương con quá, mẹ nào mà không thương con. Khóc, hét lên, la lên để cho nó nhã đó. Nó nhả cái đứa con xuống. Thì ở đây cô càng hét, cô càng la lên thì chuyện gì? Thì cái đứa con bên bờ bên kia kìa, nó tưởng là mẹ nó gọi nó. Nó lại từ từ nó đi xuống. Và bên này là cái dòng nước cuốn đứa con nó đi. Bên này con kênh kênh bắt đứa con nó đi. Khổ chưa? Khủng khiếp chưa? Chưa đâu. Coi như là lúc này là cũng sắp điên rồi đó. Nếu nói theo đời là chịu không nổi đó. Cái não bộ của mình chịu không nổi đó quý vị. Thì cô mới lết thết cũng ôm và cô lết thết đi về. Thì khi mà cô đi về á, cô cứ thấy phía trước nó có một cái ngọn khói vậy, nó bốc lên. Cô mới hỏi là giống như là cô quên gọi nhà con ở đâu, sắp tới nhà chưa, rồi tại sao ở đó có cái ngọn khói bốc lên như vậy. Người ta cứ trả lời thôi cô đừng hỏi nữa, cứ trả lời vậy thôi. Thì đến một cái vị đó mới nói trả lời: thôi cô bình tĩnh ha, tôi trả lời cho cô. Cái ngọn khói bốc lên đó là nhà cô. Nhà cô hôm qua mới bị cháy. Cha cô chết, mẹ cô chết, em cô chết, nhà cô cháy. Có một hai ngày chồng chết, hai đứa con chết,
cha mẹ chết, em chết, nhà chạy. Và quý vị biết lúc đó cô làm sao không? Điên loạn luôn quý vị. Điên loạn luôn. Và lúc đó quần áo của cô không mặc, cô xé quần áo ra. Cô chạy 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 chạy. Và quý vị biết cô chạy cũng là cái phước của cô con ạ. Quý vị biết cô chạy đi đâu không? Cô chạy vào tinh xá luôn. Cô chạy sao? Cô chạy vào tinh xá. Và lúc đó các vị thấy như vậy á, cư sĩ thấy như vậy đó, mới cho cô một cái bộ đồ để mà cô che lên cái thân của cô. Thì khi mà cô thấy Đức Phật á, giống như cái từ tâm của Ngài á, thì khi mà cô thấy Đức Phật là lòng cô bình an quá, cô mới quỳ xuống cô khóc. Kính bạch Đức Thế Tôn, chồng con chết, con chết, cha mẹ con chết, em con chết, nhà con cháy. Cô khóc như vậy. Đức Phật mới nói, này Bacchakara, những giọt nước mắt mà con rơi trong đời này nè, vì những điều này nè, so với những giọt nước mắt mà con rơi trong vòng sanh tử luân hồi, thì những giọt nước mắt này không thấm đâu so với những giọt nước mắt trong vòng sanh tử luân hồi con đã rơi xuống. Nước mắt trong vòng sanh tử luân hồi của con rơi xuống nhiều như bốn biển vậy đó. Đó là Phật nói cho cô Bacchakara. Còn hồi nãy là nói cho vị sa di tên là Tissa. Không có tu là khổ như vậy đó. Tu rồi còn khổ không? Còn không? Có ai dám nói tu hết khổ không? Chưa. Tu vẫn còn khổ. Nhưng mà khổ gì cho nó đáng ha. Chứ coi vậy chứ mình nhiều khi á, mình vô chùa rồi chứ ở ngoài đời mình có cái khổ ngoài đời. Vô chùa khổ mất. Khổ kiểu trong chùa. Ví dụ vô chùa mất dép. Vô chùa trưa nay dọn cơm lên. Ví dụ như mà, nếu mà ăn trong mâm có 4 miếng đậu hũ á, nghĩ làm sao bạn đó dao găm lựu đạn ăn luôn miếng đậu hũ của mình. Rồi. Vô chùa thấy cái người đó ở ngoài là không thích rồi, giống như là oan gia ngõ hẹp, vô đây cũng gặp nữa. Nhiều khi mình khổ với cái chuyện lạc vặt, đường tương trao đậu hũ dưa leo, ai chứ qua chứ phải thầy chùa. Mình tu cũng khổ lắm. À, tu của cái khổ cái kiểu tu, đời khổ cái kiểu đời. Cho nên thầy nói quý vị mà không có pháp, không có pháp bên cạnh là mình cứ sống trong tham sân bất thiện hoài thôi. Hồi nãy giờ mình học Bacchakara là khổ vì mất chồng đúng không? Mất con, mất gia đình, mất người thân. Vào thời Đức Phật có một cái người mẹ, mà cô này sau này cũng đi tu là đắc thánh luôn á quý vị. Cô tên là Kisa Gotami. Cái người mẹ mà mất con đó, vì hãy có nghe kể rồi đúng không? Khi mà mất con, bà thương con quá. Thương quá thì bà mới giống như là bà hy vọng đó, đi tìm ở đâu có cái phương thuốc mà giúp cho con bà tỉnh dậy. Bà gặp Phật. Thì Phật nói sao? Con hãy đi tới cái nhà nào á mà chưa từng có người mất á, con xin cái hạt cải rồi đem về đây. Thì với tình thương con á, bà hy vọng là sẽ có cái nhà như vậy. Bà đi tới nhà này, không cha mất thì ông mất, ông cố mất, ông nội mất, ông này ông kia mất, nhà nào cũng có người mất. Và Đức Phật muốn dạy cho bà một cái gì? Một cái sự thật là dù muốn dù không, bà phải chấp nhận là cái chuyện mà con của mình nó phải qua đời là phải có cái chuyện đó. Nó không qua đời trước mình thì sau mình. Có những trường hợp có những đứa con qua đời trước cha mẹ, có những trường hợp cha mẹ qua đời trước con. Cuộc sống này là như vậy. Bây giờ quý vị thử chỉ cho thầy một cái gì của quý vị đi. Nó chỉ có hai cái để nó vận hành theo kiểu này thôi. Mọi cái là do duyên mà có. Mà có rồi sẽ mất. Không mất trước thì mất sau. Mình không bỏ nó thì nó bỏ mình. Đó là câu thần chú mà thầy thường hay đụng chuyện bất như ý trong đời là thầy hay niệm vậy đó. Niệm thần chú là vậy đó. Mọi cái trên đời do duyên mà có. Mà có rồi sẽ mất. Không mất trước thì mất sau. Mình không bỏ nó bỏ mình. Thấy không? Chắc chắn là như vậy. Cái áo choàng đẹp của quý vị hôm nay mặc, bữa nào quý vị không bỏ nó bỏ quý vị. Bây giờ mình bỏ nó là sao? Mình bỏ nó là vậy nè. Bữa nào mình có cái áo mới, mình không mặc cái áo này nữa, mình cho người ta, mình bỏ nó. Bữa nào mình để đó mình phơi, không biết có một người dễ thương tới lấy của mình mà không có xin. Đó là nó bỏ mình, đúng không? Đó là nó bỏ mình. Còn đến một lúc nào đó nha, thì nó giả dụ đi, bây giờ nó cứ theo mình đến đến già luôn. Thì đến lúc mình nhắm mắt là mình bỏ nó.
phải không? Từ đó thì rộng ra giùm thầy coi, trên đời này có cái gì mà mình không bỏ lại mà đi không? Có không? Có gì bỏ cho nó. Cái gì thì mình phải bỏ lại mà đi. Mà khi mà nghĩ như vậy, quý vị nhớ vậy nè, quý vị nghĩ về Đức Phật á, nghĩ về Đức Phật vĩ đại như Đức Phật, trí tuệ như vậy, công đức như vậy, từ bi như vậy, mọi cái nơi Đức Phật là cái gì cũng số một trong đất trời này hết. Rồi ngài cũng đến ngày trở về Kusinara, phải không? Rồi cũng phải bỏ lại mà đi. Cho nên nó từ đó quý vị hiểu ra một sự thật gì? Đừng có nghĩ là trong đời này cái chuyện đó mình bỏ không có được. Đó nha. Đó, ý của thầy là muốn như vậy đó. Mình khổ quá, mình khóc quá, khóc ngày khóc đêm, khổ cái chuyện đó quá, mình đừng có nghĩ là con bỏ không được. Dạ, bữa nào cái thân mình cũng phải bỏ vô hòm nữa mà, phải không? Thì làm sao cái chuyện gì mà mình bỏ không được? Rồi mình chỉ đi theo với cái phước, cái tội của mình thôi. Phải thấy được như vậy. Cho nên là để cho quý vị trong đời này có những giọt nước mắt mà rơi xuống thì phải rơi xứng đáng thôi. Rơi xuống là phải rơi cho xứng đáng. Mà theo thầy biết thì mấy cô thường hay khóc. Thầy có đọc một cái bài thơ, quý vị. Cái bài thơ này là người ta nói là cho người nữ, gọi là kiếp đàn bà. Nghe đọc cái bốn đoạn cảm động, thầy đọc cho quý vị nghe nha. Nếu được hóa kiếp sau làm người lại, nhớ nghe em đừng hóa kiếp đàn bà. Thanh xuân đó em cười mấy độ, rồi cả đời ôm những nỗi xót xa. Đừng vội vã nghe những lời đường mật, biển nông sâu đời lắm kẻ dối lừa. Trái tim đó hãy chia thành hai nửa, thương thương người rồi thương mình nữa, nghe chưa? Mình là hay thương giao hết cho người khác luôn, xong rồi người ta quyết định buồn vui luôn. Giọt nước mắt cũng để dành cho kỹ. Đó, nghe cái đoạn này nó liên quan đến cái bài giảng nè. Giọt nước mắt cũng để dành cho kỹ, hãy để dành cho kỹ. Tại vì mình nhiều khi á, mình hay phung phí giọt nước mắt, phung phí không đúng chỗ nữa. Cái người không xứng đáng cũng khóc, cái chuyện không xứng đáng cũng khóc nữa. Không có dễ vậy ha. Giọt nước mắt hãy để dành cho kỹ, chỉ được rơi cho kẻ xứng với mình. Đó, hay chưa? Giọt nước mắt hãy để dành cho kỹ, chỉ được rơi cho kẻ xứng với mình. Dẫu đêm tối lệ có tràn khóe mắt, sáng mai dậy vẫn phải thật là xinh. Phải khóc và phải khóc cho người xứng đáng. Thấy mệt mỏi giữa cuộc đời bão tố, hãy tự tin tìm một chốn yên bình. Em hãy nhớ hết mưa trời sẽ tạnh, sau đêm dài mai sẽ lại bình minh. Mọi chuyện này nó cũng qua. Đừng có nghĩ là chuyện đó con giải quyết không được. Không có đâu. Nhớ không? Hồi nãy thầy dặn đó. Rồi đến một lúc hơi thở nó còn bỏ mình. Bây giờ cứ nhớ đến vậy đi. Hơi thở nó bỏ mình. Mà hơi thở nó bỏ mình, nó theo mình đây mà nó còn bỏ mình, thì chuyện gì mình bỏ không được. Tôi lên giường giận ông đó cũng khóc. Ông chửi tức quá, tức gọi là tức phải khóc luôn. Tức quá nói không được cũng khóc, phải không? Tức quá cũng khóc. Nhiều khi ăn hiếp mình cũng khóc, thua thiệt người ta cũng khóc, mặc cảm cũng khóc, mất chuyện này mà mình thấy nghèo hơn người ta mình cũng khóc, xấu hơn người ta mình cũng khóc, người ta đối xử mình không tốt mình cũng khóc. Bao nhiêu cái để mình khóc. Ngủ đi em, ngoài kia trời rất lạnh, mười ngón tay không ôm đủ muộn phiền. Đêm hoài niệm với những điều đã cũ, em mệt rồi, em đáng được bình yên. Thương mình chứ, được không? Nha, thương mình nha. Đêm hoài niệm với những điều đã cũ, em mệt rồi, em đáng được bình yên. Có một nhà thơ ông nói vậy nè, nhà thơ Nguyễn Bính á. Em không khóc nữa, không sầu nữa. Em không khóc nữa, không sầu nữa. Đây một bài thơ hận cuối cùng. Không than ắt hẳn đời vui lại, không khóc tha hồ đôi mắt trong. Đó, đẹp lắm không? Nhưng mà giảng cái bài giọt lệ cuộc đời xong rồi nhìn quý vị thấy xuống luôn. Thấy buồn trầm theo thầy luôn đúng không? Nãy giờ thầy nói sao mà đúng tim đen cũng khóc hoài khóc hoài. Em cười thế giới cười vui lại, nhưng khóc riêng mình em khóc thôi. Quý vị khóc rồi chuyện gì xảy ra? Mệt không? Mệt không? Mệt. Giận ai mệt không? Mệt.
chưa đánh được người giận, đúng không? Đánh được rồi sao? Rồi. Đó. Chưa đánh được người mặt đỏ như vàng. Đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ. Hơn thua gì cũng không nên. Cho nên cái chuyện mà khóc giọt nước mắt của mình là phải gọi là phải làm chủ mình, đừng có để giọt nước mắt hở cái khóc nha. Nhất là khóc những cái chuyện sầu muộn, u bi khổ não, những giọt nước mắt của đau khổ. Không nên. Em cười thế giới cười vui lại, nhưng khóc riêng mình em khóc thôi. Còn bây giờ mà quý vị lỡ đang buồn á, thầy giảng bài hôm nay á, thính chúng đang nghe thầy giảng mà có ai đang khổ á nha, đang khổ quá á, thì quý vị ngẫm như vậy nè. Em về điểm phấn tô son lại, nhạo với nhân gian một nụ cười. Về lại ăn uống lại, ngủ nghỉ lại, tập thể dục lại, rồi chuyện gì nó cũng qua, thấy không? Rồi chuyện gì nó cũng qua, nhắc mình vậy đó, rồi chuyện gì nó cũng qua. Quý vị biết có nhiều người họ buồn, họ khổ quá, họ không có pháp á nha, thì họ thường tìm tới tìm cái chết. Tại vì họ nghĩ là họ chết xong rồi hết khổ. Nhờ thầy giảng cái câu này mà thầy cứu được một người, cái cô bên Mỹ á quý vị. Thầy có nói cái đoạn này là không phải mình muốn tự tử là mình không sợ chết, nhưng mà mình không sợ, mình sợ lắm chứ, nhưng mà mình quá khổ rồi, mình không có biết cái cách nào để mà hết khổ hết, cho nên mình nghĩ rằng mình chết để mình hết khổ, chứ không phải mình không sợ chết. Thì cái cô này lúc này cổ khổ quá thì cổ muốn tự tử, thì gia đình mới thấy như vậy đó, mới đem cổ vào bệnh viện. Thì bác sĩ canh cổ nó sợ đến nỗi đi vô nhà vệ sinh cũng canh nữa. Cái xong cái lúc mà cổ nằm trên giường bệnh á, cổ mới nhớ lời thầy, là cổ nói là cổ nghiệm lại lời thầy, cổ nói đúng rồi, con sợ chết mà tại sao con lại muốn chết. Cổ nói vậy đó, con sợ chết mà tại sao con lại muốn chết. Thì ra là con khổ quá, con chỉ muốn là con chết để con hết khổ, chứ không phải con không sợ chết. Cái bác sĩ vô hỏi cổ, cổ mới nói là cổ sợ chết lắm. Cái bác sĩ hỏi sợ chết sao lại muốn tự tử, nhưng vì khổ quá. Sau bác sĩ tâm lý sau này mới nói chuyện với cổ, cổ vì bị cú sốc đó quý vị, xong rồi cổ không có ăn được ngủ được á. Sau này cổ nói với thầy thương lắm, để quý vị thấy vị hạnh phúc nè. Cổ nói con chỉ cần một đêm con ngủ được nửa tiếng thôi thầy, ước mơ của con là một đêm ngủ được nửa tiếng. Tại vì cổ mất ngủ rồi yếu thần kinh á vị, rồi bệnh rồi cơ thể rồi nặng nề mệt nhọc bực bội. Thì sau này ổn từ từ á, biết Phật pháp á, tâm cổ an lại cổ mới ngủ được, rồi cứu mạng cổ. Khóc đủ thứ chuyện. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe câu chuyện này. Hồi nãy thầy có hứa là chư thiên khóc. Wow, giờ nghe chư thiên khóc nè. Này hơi lạ đúng không? Có. Quý vị có nhớ lúc Đức Phật Niết Bàn, trước khi Đức Phật Niết Bàn á, là lúc đó vị biết không là đông lắm. Chư thiên ở các cái tầng trời xuống, chư thiên xuống rơi lệ. Chư thiên nào mà chưa đắc quả A-na-hàm á nghe thì khóc. Như hồi nãy thầy nói, đắc thánh quả A-na-hàm trở lên thì hết dục và sân thì mới không khóc thôi. Chư thiên hoặc là các cái vị mà vị đệ tử Đức Phật á, vị nào chưa đắc thánh quả A-na-hàm là vị đó còn rơi lệ. Mà lúc mà Đức Phật Niết Bàn, quý vị, 12 do tuần, quý vị cứ hình dung là một do tuần là khoảng 16 km, 12 do tuần kính mít các vị chư thiên, không có một chỗ trống như một cái đầu kim, là chư thiên xuống khóc. Thấy vì rồi từ đây khi mà khó khăn, khi mà có chuyện gì không hiểu sẽ hỏi ai đây? Rồi mắt sáng, rồi ánh sáng của cuộc đời này sẽ lặn đi, không còn mắt sáng ở cuộc đời này nữa, tức là Đức Phật đó Niết Bàn. Và có những vị chư thiên khóc vị này nè, giống mình á, khóc là mới ngày nào con thấy Đức Thế Tôn mới đản sanh, mới thành đạo, con chưa kịp xuống nghe pháp nơi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã Niết Bàn. Là vì sao quý vị hiểu không? Trên cung trời dục giới á, ở tứ đại thiên vương á, một ngày một đêm thì bằng dưới đây 50 năm. Trên cung trời Đao Lợi, một ngày một đêm bằng ở dưới đây là 100 năm. Trên cung trời Dạ Ma, một ngày một đêm bằng 200 năm. Trên cung trời Đau Sức, một ngày một đêm bằng dưới đây là 400 năm. Trên cung trời Hóa Lạc, một ngày một đêm bằng đây 800 năm. Và trên cung trời Tha Hóa Tự Tại, chỗ Ma Vương ở, là bằng một ngày một đêm đây là 1600 năm. Nếu mà mình tính từ lúc Đức Phật Niết Bàn đến nay ở trên cõi của Ma Vương ở thì chưa tới 2 ngày, mới 2000 mấy trăm năm. Cho nên có những vị chư thiên á, mới thấy Đức Phật đản sanh thành đạo xong chưa gì Phật Niết Bàn, tức là đi nghe pháp trễ,
trễ, đi nghe pháp trễ, chư thiên đi trễ. Đó. Bây giờ thầy chuyển qua, mình đi học pháp cũng trễ. Đó. Có không? Ráng cố gắng. Dĩ nhiên mấy cái chuyện mà bất đắc dĩ chẳng đặng đừng thì thôi, còn được quý vị ráng cố gắng sắp xếp đúng giờ là phước của mình lắm. Thầy á là thầy, thầy hãy dạy đệ tử, thầy Phật tử thầy ráng đừng có đi trễ. Đó, như chư thiên là đi trễ nè, giờ dây thung, chư thiên giờ dây thung, tại vì mới thấy Đức Phật đản sanh thành đạo. Nhưng mà tại vì trên chư thiên á, nếu mà ở tứ đại thiên vương một ngày là trên dưới đây là 50 năm rồi, cho nên chưa kịp xuống học Phật pháp á, thì Phật niết bàn, thì các vị chư thiên 12 vào tuần khóc lên trời như vậy. Có những sự kiện á quý vị, mà Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp những bài kinh quan trọng, Đức Phật niết bàn nha, là trái đất này rung động. Lúc trước thầy nghe tới đây thầy nghĩ là kinh diễn tả vậy thôi, không phải đâu, đừng có nói đâu xa hết. Bây giờ thầy quý vị hình dung với thầy, hiện nay trên thế giới có những người nói một câu, ký một chữ ký, trái đất này rung động không? Có không? Đó, đến bây giờ mà còn có người đó huống chi Đức Phật, đúng không? Trái đất rung động. Trong kinh diễn tả giống như hình ảnh con voi á, ngày mà ngài đản sanh giống như ngài đi xuống cái thuyền, cái ghe nhỏ đó, nó chồng chền, nó chồng chền, nó chồng chền. Khi mà ngài niết bàn, con voi nó bước ra khỏi, một lần nữa cái chiếc thuyền nó chồng chền, nó chồng chền. Có những sự kiện quan trọng trong đời Đức Phật là trái đất rung động là như vậy. Là chư thiên khóc cái lúc mà Đức Phật niết bàn á. Rồi có một lần là chư thiên khóc lúc này nè quý vị, là Gotami á. Quý vị có nhớ Gotami không? Gotami là ai? Gotami á chính là người nuôi di mẫu Gotami, tức là người nuôi Đức Phật á. Tức là mình nói là cái người gì, nhưng mà như người mẹ thứ hai nuôi Thái tử Tất Đạt Đà. Thì sau này là bà cũng đi xuất gia luôn. Bà đi xuất gia với 500 vương phi, mà đặc biệt 500 vị đó sau này đắc A La Hán hết luôn á quý vị. Rồi cái chuyện mà thầy nói cảm động chư thiên khóc là ở chỗ này nè. Khi mà bà niết bàn á thì Gotami cùng với 500 vị A La Hán ni, mà trước đó là vương phi trong cung nha, niết bàn cùng một ngày, tức là mất cùng một ngày đó. Và trước cái ngày mất đó, bà tới bà gặp Phật, bà thưa thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối với Đức Thế Tôn, trong những kiếp đã qua và trong đời này con có làm gì ở thân khẩu ý, con xin bất có lỗi, con xin sám hối với Đức Thế Tôn. Rồi bà mới nói thế này nè: con là mẹ của ngài, ngài là cha của con. Bà nói vậy đó: con là mẹ của ngài, ngài là cha của con, ngài đã uống những dòng sữa của con để lớn lên ở thân tứ đại, con đã uống những dòng sữa pháp của ngài để lớn lên ở đời sống tuệ giác tâm linh. Bị ngẫm lại mới bị hiểu chỗ này, hiểu ý thầy chỗ này không? Là lời của bà đó trong Thánh Nhân Ký Sự. Ngài là cha của con, tức là ngài là gì của bà? Là thầy, là người sinh bà ra trong đời sống tâm linh. Ngài là cha của con, nhưng mà con là mẹ của ngài. Là bà nuôi ngài ở cái thân tứ đại. Ngài đã uống những giọt sữa của con, là giọt sữa của bà, những giọt sữa thân tứ đại này để ngài lớn lên ở thân tứ đại. Nhưng con thì được uống những giọt sữa pháp của ngài để con lớn lên ở đời sống tuệ giác của con. Hay. Sau đó bà với lại 500 vương phi A La Hán ni niết bàn cùng một lúc quý vị. Và lúc đó đó chư thiên nói với nhau khóc rền trời. Chư thiên khóc rền trời luôn quý vị. Cảm động. Còn mình hoặc ai mà mất một cái, trời ơi, người ta ăn mừng luôn. Ui ổng chết rồi, mừng quá. Ổng quậy dữ lắm. Ổng mất rồi người ta mừng đó, phải không? Có những người mất đi á, để lại bao nhiêu tiếc nuối. Khi mà thầy Xá Lợi Phất á, và thầy Mục Quyền Liên mà niết bàn rồi đó quý vị, thì hôm đó trong hội chúng á, Đức Phật mới nói. Mà trong hội chúng hôm đó là có các vị thánh đó nha. Mà quý vị nghe Đức Phật nói vậy nè: này quý thầy, ta thấy trong hội chúng hôm nay có một khoảng trống để lại. Hai vị anh cả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên niết bàn, và sau vài tháng là đến Đức Phật niết bàn. Và đó chính là những tháng ngày buồn nhất của nhân loại, đó là ngày Đức Phật niết bàn, và trước đó vài tháng là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên niết bàn. Buồn như vậy. Có một lần có một vị thánh
Ngài ở trong cái khu rừng đó quý vị. Trước khi mà Ngài ở đó đó là các vị chư thiên ở đó đó, các vị thần, các vị chư thiên ở đó đó chưa có hòa hợp. Và khi mà Ngài ở đó, Ngài tu tập, Ngài hồi hướng được cái tâm từ của Ngài á, làm cho cái nơi đó yên lắm. Và khi mà Ngài quán chiếu thôi hôm mai á, là Ngài sẽ đi một nơi khác để Ngài độ sanh. Thì tối hôm đó đó quý vị, Ngài mới thấy có một vị chư thiên á, ngồi trước góc của Ngài khóc. Ngài mới hỏi là tại sao lại khóc. Cái vị chư thiên nói là lâu nay Ngài ở đây á, chúng con được hưởng lợi ích từ tâm của Ngài lan tỏa mát mẻ ở đây. Ngày mai Ngài đi rồi thì có thể chúng con ở nơi đây sẽ không có được hòa hợp như vậy, không có được sự lợi ích mát mẻ nơi Ngài nữa. Và sau đó các vị chư thiên mới thỉnh Ngài ở lại. Ngài quán xét nhân duyên là thôi thì Ngài ở lại. Chư thiên khóc đó. Cảm động không? Cho nên ở đây quý vị thấy trong đời của mình á, giọt nước mắt của mình là khổ đau, nó rơi vì khổ đau nhiều lắm. Từ ngày mình học Phật Pháp đến nay mình dặn lòng nha, rơi cái gì rơi cho xứng. Chuyện mà xứng đáng mình mới rơi nước mắt. Ngay cả chuyện hồi nãy mình nói đó, nếu phải rơi vì một người thì giọt nước mắt hãy dành cho người, người xứng đáng thôi. Không có hở gì đụng chuyện khóc, đụng chuyện khóc. Và trong đời có một giọt nước mắt như thế này nữa nè quý vị. Đó là trong kinh Trung Bộ có kể một cái câu chuyện mà khi mà thầy học đến cái vị này khóc, thầy cảm nhận giống như thầy có cái gì đó đồng cảm. Đó là hai vị này tu theo hạnh con bò và con chó. Thời Ấn Độ tu theo hạnh con bò con chó, ăn như bò, đi như bò, rống như bò, tức là học theo hạnh con bò. Vị thì học theo hạnh con chó. Quý vị nghĩ coi sao, người không muốn làm bò đúng không? Người ta nói ngu như bò mà tự nhiên người cũng muốn làm bò. Ai hỏi nói với vị đồ chó bị giận không? Giận lắm đúng không? Ai nói mình ngu như bò mình giận lắm chứ. Rồi tối mình về mình pha sữa bò mình uống. Lúc mới quen em gọi anh bằng chú, lúc thích thú em gọi chú bằng anh, lúc bỏ anh em gọi anh là đồ cỏ. Mình giận lắm chứ đúng không? Ai nói mình chó này kia giận lắm. Vì hòa thượng thiền sư với Ngài nói, ai nói con đồ chó con đưa tay lên. Không phải đưa tay đánh người ta nha. Đưa tay lên, con rờ ra cái sau có cái đuôi không? Không có cái đuôi vậy là không có phải. Ngài dạy đơn giản rồi đó, nhưng mà muốn nhắc mình á, cái chuyện mà thị phi hơn thu, tốt xấu khen chê ở đời, thế gian là gian đến thế mà. Nó vậy đó. Cuộc đời nó nói vậy đó. Mà tại sao hai cái vị này tu theo hạnh con bò con chó? Vì họ tà kiến á quý vị. Tà kiến sao? Họ nghĩ vậy nè, nếu mình tu theo hạnh con bò con chó nha, mình chết, mình được sanh lên chư thiên. Cái khổ là ở đó đó quý vị. Họ nghĩ là nếu mà họ chết á thì họ được sanh lên làm chư thiên, thì họ mới tu theo hạnh con bò con chó. Sau đó họ mới tới gặp Đức Phật. Hai cái vị này gặp Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, nếu con tu theo hạnh con bò, tu theo hạnh con chó vậy thì chết chúng con sanh đi đâu? Phật nói là một là xuống địa ngục, hai là làm bò hoặc làm chó. Phật nói vậy đó, mà Phật đâu có nói dối. Như Lai là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Đức Phật là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy, là ngôn hành hợp nhất nha. Ngài không có chuyện nói dối. Trước sau như vậy, trước số đông Ngài như vậy, và trong kinh thức một mình thì Ngài cũng như vậy. Và Ngài là không có nói dối. Nên Ngài nói là một là địa ngục, hai là viên mãn là làm bò làm chó. Thì hai ông này ông khóc rất là lớn. Ông khóc quý vị. Khóc. Tại sao thầy nói thầy thấy cái giọt nước mắt ở đây? Ông khóc vì chuyện gì? Hả? Ông khóc vì lâu nay ông tu theo một cái phương pháp mà phương pháp sai. Khóc vậy đó. Quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, hoặc là nhiều người xung quanh, có khi mình cũng trong cái trường hợp này. Không phải là mình tu theo hạnh con bò con chó, nhưng mà có khi á, mình tu theo một cái phương pháp nào đó tà kiến mà mình tưởng là đúng, đúng không? Ông này ông tưởng đúng mà. Ông khóc là vì sao? Ông khóc là vì ông tưởng ông tu như vậy là đúng, mất lên chư thiên. Ai ngờ Phật nói xuống địa ngục hoặc làm bò làm chó. Ông khóc là vì những giọt nước mắt nuối tiếc. Những giọt nước mắt giống như là những ngày tháng qua đó, ông bà ta nói là cầm vàng mà lội qua sông, rơi vàng không tiếc, tiếc không cầm vàng.
Rơi vàng không có tiếc, mà tiếc cái công cầm vàng. Mấy chục năm tu không có tiếc, mà tiếc là tu sai. Hiểu ý cái chỗ này giùm thầy không? Mấy năm chục năm con bỏ ra con tu, tinh tấn cố gắng này kia con không tiếc. Một ngày nào đó mới biết ra cái chuyện mình tu, cái đường hướng nó sai, không có đúng lời Phật. Buồn là buồn như vậy đó. Hồi nhỏ khi mà học trong trường học, có quý vị có nghe một câu thơ đó là: anh tưởng nước giếng sâu, anh nối sợi gầu dài, ai ngờ nước giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây, đúng không? Nhưng mà cái câu này bị đưa vô Phật Pháp nó hay lắm. Mà cái chuyện đời nó cũng vậy đó quý vị. Nhiều lúc á, quý thầy giảng sư hoặc quý thầy chủ trì, quý thầy thương Phật tử, ráng nói rồi, nói bữa nào rồi cũng lại tà kiến. Thầy có biết một gia đình Phật tử vô chùa nghe Pháp nhiều lắm, bẵng thời gian mấy tháng không thấy đâu. Thầy thì tế nhị lịch sự, thầy không có dám gọi hỏi là thôi đi chùa đi, thì nhiều khi họ có việc. Mấy tháng sau Phật tử kể cho thầy biết, bỏ Phật đi theo một con đường tà kiến. Thầy không biết tại sao mà trong khi Phật Pháp nghe nhiều, ví dụ không được nghe thì không nói, mà nghe nhiều mà bỏ Phật mà theo một con đường tà kiến, giáo lý hoàn toàn sai lệch hết, mà không biết vẫn theo quý vị. Khủng khiếp vậy. Có một nhà sư á, ngài làm câu thơ thế này nè quý vị: nghĩ mà tội kẻ hoàng dương, độ sanh giấc mộng, hoang đường ngu ngơ. Nói vậy không có nghĩa là kêu cái người không hoàng pháp, không phải. Nhưng mà cái chuyện độ sanh như một giấc mộng đó, khó lắm. Giúp cho người ta giác ngộ khó lắm, giúp cho người ta hiểu đạo khó lắm. Vậy coi có phải không? Giúp cho người ta làm điều bất thiện dễ lắm. Rủ nhau mà đi làm bất thiện dễ lắm. Bước ra đường cái tìm bạn xấu dễ lắm, tìm bạn tốt khó lắm. Cho nên là có nhiều các vị giảng sư, các vị thầy chủ trì, nhiều vị thương á, mở lớp dạy học cho mình, hướng dẫn cho mình tu, hướng dẫn cặn kẽ cho mình. Rồi một ngày nào đó thầy đi đường thầy, con đường con, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đã biết không mong xung hợp mãi, bận lòng chi nữa lúc chi phôi. Toàn là giáo lý vô thường, mà bỏ Phật đi theo tà kiến. Chứ cái chuyện mà quý vị không có đi chùa, mấy vị có một cái nơi chùa nào đó hay Phật Pháp gì phụng sự thì không sao nha. Mà vấn đề ở đây là bỏ Phật mà đi theo tà kiến, khủng khiếp chưa. Cuộc đời là buổi chợ đông, có khi vàng đổi cái không phải vàng. Buồn lắm quý vị. Nghe bài này cười không nổi thiệt. Cuộc đời là buổi chợ đông, có khi vàng đổi cái không phải vàng. Vàng ở đây là gì? Là tấm lòng của mình nè. Con tha thiết con học đạo lắm, con tha thiết con học Pháp lắm, con tha thiết con nương tựa Pháp, con tha thiết tu học lắm. Giống như là tấm lòng vàng của con vậy đó. Mà cuộc đời như buổi chợ đông, có khi vàng đổi cái không phải vàng. Nhưng mà rồi tấm lòng của con gặp không đúng thầy, không đúng bạn, không đúng chú xứ, không đúng môi trường, cuối cùng con học một cái giáo lý tà kiến. Buồn như vậy đó. Như ông này, thấy không? Nghe câu chuyện này để vì kinh cảm nha. Đó. Cuộc đời của mình đôi lúc mình nói mình hy sinh, mình bỏ mạng cho đạo cũng được nữa. Nhưng mà dĩ nhiên cái đó là phải đúng, phải chánh kiến. Đó. Thì giọt nước mắt của hai ông này, vì thấy khóc vì sao? Vì hối hận. Thân phận của mình đó, trong cái kiếp người này quý vị, vì nhớ giùm thầy là bao giờ cũng phải có thầy là đầu tiên, nhớ nha. Ai hỏi thầy, thầy ơi, con hay bạn của con muốn tốt lên, muốn an lạc, muốn sống tốt, muốn sống theo Phật Pháp gì đó, đầu tiên là thầy kêu tìm thầy. Bao giờ thầy cũng kêu tìm thầy hết trơn á. Mình gần đúng thầy rồi á là cuộc đời mình đi lên. Phải tìm thầy cho đúng, gọi là minh sư. Tìm thầy, tìm bạn, tìm chú sứ. Mình gần thầy là mình ảnh hưởng nơi thầy. Một đêm trí thức chuyện trò còn hơn mất sức lần mò 10 năm. Mình mà gần thầy rồi á, những cái si mê, cái u mê, cái tà kiến của mình á, được thầy nói khai mở cho mình. Như hai ông này vẫn còn phần phước cho cuộc đời của mấy ông là ông còn gặp Phật. Thì sau đó đó quý vị, thì ông mà tu theo hạnh con bò á thì xin quy y tam bảo. Còn ông mà tu theo hạnh con chó á thì xuất gia đắc thánh quả luôn. Đó là những giọt nước mắt hối hận. Nhưng mà hối hận rồi may ông gặp sao? Ông còn gặp Phật Pháp, ông còn gặp được ngay Đức Phật mà. Phước của cuộc đời ông. Và đây giọt nước mắt nè. Giờ mình qua giọt nước mắt khác nha.
Hôm nay thầy kể những câu chuyện trong kinh điển, những giọt nước mắt. Vậy nãy giờ thầy kể, quý vị thấy những giọt nước mắt trong đời mình có độc dược và có như là thuốc, đúng không? Và quý vị có thể hình dung là giọt nước mắt của bậc thánh đó, bậc thánh còn khóc không? Còn không? Còn. Vị nào mà chưa đắc A-la-hàm trở lên thì còn khóc. Phàm phu thì mình khóc nhiều lắm. Vậy cho thầy hỏi quý vị suy nghĩ giùm thầy coi. Vậy giữa phàm phu và bậc thánh, dĩ nhiên là không phải là bậc A-la-hàm, bậc sơ quả, nhị quả, thì khác nhau ở chỗ nào? Giọt nước mắt khác nhau chỗ nào? Đó là phàm phu á, khóc là khóc mút mù luôn quý vị, khổ mút mù luôn. Giọt nước mắt của bậc thánh là khóc xuống rồi, rồi thôi. Giống như là quý vị thấy cái chảo nóng á, bỏ nước xuống nó chèo cái nó hết, khóc cái rồi nó hết. Giống như mưa mà Sài Gòn nó nhanh tặng. Mưa Sài Gòn cũng mưa cái rồi nó tặng. Có một số tỉnh nó mưa là nó mưa mút mù luôn. Khóc của mình cũng vậy. Mình không có tu là mình khóc khổ từ ngày này qua ngày mai, qua ngày mốt, qua ngày kia, qua vô tới chùa Giác Ngộ vẫn còn khóc, vẫn còn buồn. Thầy nói vậy ai nhục đáng chịu. Đó, không hiểu đạo là vậy đó. Nghĩa là giọt nước mắt của mình nó cứ kéo dài, kéo dài, kéo dài. Không phải tu là không khóc đâu. Khổ theo kiểu khổ. Đâu phải Phật tử không khóc đâu, đúng không? Mà bây giờ việc khóc đó, hồi nãy thầy nói là một là cái câu gì? Khóc một lần này nữa rồi thôi. Hay là ở đây mình hiểu là giọt nước mắt của bậc thánh á là rơi xuống, nó nhanh, nó nhanh tàn thì nó nhanh khô. Nghe? Lỡ có buồn gì khóc cái thôi, dừng lại liền ha. Cảm động dừng lại liền. Đó. Thì vào thời Đức Phật á, có một vị cư sĩ đó là Visakha, là đệ nhất về bố thí cúng dường á. Bên Nam là cấp cô độc á. Visakha là vị sơ quả năm 7 tuổi á quý vị. Vào thời Đức Phật á, các vị tăng xuất gia nha, có khoảng 7 vị hay 9 vị sa di 7 tuổi nha, đắc quả A La Hán á. Ở kiếp người của mình một vị mà đắc quả A La Hán thì ít nhất là phải 7 tuổi. Vào thời Phật có mấy vị 7 tuổi thôi. Còn Visakha là một vị cư sĩ nữ. Bà đắc sơ quả năm bà 7 tuổi á. Khi mà bà có cháu mất á, bà buồn khổ lắm. Cháu của Visakha mất bà buồn lắm. Tại vì sao? Bà còn vẫn còn ái mà. Thánh sơ quả nhi quả vẫn còn khóc. Bà vẫn còn ái quý vị. Rồi, giọt nước mắt này mới cảm động cho quý vị nè. Đó là giọt nước mắt của Yajudala. Vị biết Yajudala không? Là ai? Là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa ha. Sau này thì khi Đức Phật thành Phật trở về hoàng cung thì bà cũng xuất gia, bà trở thành vị thánh ni. Thầy kính thương bà lắm. Lúc mà bà chưa có xuất gia, lúc mà Đức Phật và Thái tử Tất Đạt Đa chuẩn bị đi xuất gia, những tháng ngày đó bà rất là thương và ủng hộ cho Thái tử. Và biết rồi Thái tử phải đi tìm con đường lớn như vậy. Bà ủng hộ, bà thương lắm. Bà thương lắm, mà buồn lắm. Phải xa người mình thương. Mà vì sự nghiệp lớn á, cho nên bà ủng hộ. Mà quý vị nhớ giùm thầy chi tiết này để thương bà. Bà không phải ủng hộ một đời này đâu. Bà ủng hộ liên tục trong 4 tăng kỳ 100.000 đại kiếp từ thời Phật Nhiên Đăng. Bà nguyện là lúc nào mà ngài đi xuất gia học đạo là bà ủng hộ. Bà đứng phía sau, bà âm thầm, bà hỗ trợ cho ngài làm nên sự kiện lịch sử, đại sự. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, ngài khổ hạnh ở trong hoàng cung, vì biết bà sống khổ hạnh như ngài, như là để chia sẻ cái phần vất vả cho ngài vậy đó. Bà sống rất là đơn giản, giản dị, từ ăn mặc ngủ nghỉ của bà cái gì cũng đơn giản hết. Và chỗ của bà có một cái chỗ lúc nào cũng được lau dọn sạch sẽ, như là chuẩn bị đón ngài về. Trong tâm bà, ở nơi xa kia, ở rừng núi xa kia, Thái tử Tất Đạt Đa đang khổ hạnh, đang tìm đạo, thì ở trong hoàng cung bà cũng làm hết sức của bà. Từng ngày bà thương, bà nhớ, bà khóc. Khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, trở về hoàng cung, ngài đi theo với rất nhiều đệ tử nha. Mà rồi Yajudala không có ra. Bà nói nếu Thế Tôn hiểu ta thì Thế Tôn sẽ vào thăm ta. Không phải là bà kiêu mạn, nhưng mà bà quá hiểu ngài rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: này quý thầy, này các con, này các tỳ kheo, hãy ở lại đây, chỉ có 2 vị đi theo ta thôi, đó là thầy Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Thì khi 2 vị đi theo ngài á, ngài nói cứ im lặng, vì để cho Yajudala được nói lên những điều của bà. Yajudala là đại ân với lại Đức Phật,
Bà là người hỗ trợ cho Ngài một quá trình 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Cảm động khủng khiếp lắm. Rồi Ngài với lại Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên vào thăm Gia Du Đà La. Bà đi bằng cái đầu gối á, bà quỳ, bà đi vậy, bà tới bà đảnh lễ Đức Phật. Và những giọt nước mắt của bà rơi xuống. Những giọt nước mắt của cái ngày được gặp lại, được hội ngộ lại cái người ngày xưa gọi là chồng của bà, cái người mà bà thương, cái người mà bà hỗ trợ, cái người mà bà đã âm thầm để giúp đỡ, để trợ duyên cả một quá trình lâu dài. Bà khóc, bà khóc của giọt những giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của sự gặp gỡ, và cũng buồn thương nhớ chồng á quý vị. Nhưng mà giờ đây trước mặt bà không phải là chồng bà nữa, vẫn là ngài đó, nhưng mà ngài đây là bậc đạo sư của nhân thiên rồi, bậc thầy của trời người rồi. Bà khóc thì Đức Phật để cho bà khóc nha. Rồi ngài mới kể lại cái quá trình mà bà hỗ trợ cho ngài, giọt nước mắt đó hạnh phúc đó. Có những người trong đời mình á quý vị, bạn mình hay người thân của mình này, lâu ngày không gặp mà gặp lại mừng cũng khóc lắm, mà khóc hạnh phúc lắm, phải không? Rồi có ngày nào gặp lại nhau, vai em dù áo đã phai màu, thân gầy nhưng lửa ngời trong mắt, lửa nhiệm màu thiêu vạn kiếp đau. Người đó đi học đạo, đi tu tập và thành công, mình gặp lại người đó sau 5-10 năm mình vui không? Vui lắm, dù là mình khóc. Thầy cảm động cái giọt nước mắt của Gia Du Đà La. Thầy A Nan có khóc không? Thầy biết thầy A Nan không? Thầy A Nan thị giả của Phật, có khóc không? Khóc. Thầy A Nan có khóc. Thầy A Nan là thương Phật lắm. Thầy biết không? Thương Phật tối đi ngủ á, Thầy A Nan chưa có ngủ đâu, ngài cầm đuốc á, ngài đi quanh tinh thất của Đức Phật, tinh hương thất của Đức Phật một đêm 5 lần, ổn hết rồi ngài mới ngủ. Tại sao thầy A Nan thương Phật như vậy? Tại vì ngài gần một con người, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Một con người từ tâm ai cũng thương, một con người trí tuệ điều gì cũng biết, một con người công đức lành nào ngài cũng có, một con người vĩ đại như vậy, ngài thấy được Đức Phật như vậy, ngài càng thương Đức Phật. Và đặc biệt nữa là nhiều kiếp á, ngài đã cùng tu với Đức Phật rồi, cho nên ngài thương Đức Phật cách lạ kỳ vậy đó. Giống như trong đời của mình hiện nay, hiện đời này thôi, mình không có đủ, mình chưa có thần thông để mình nhớ lại những đời kiếp trước, nhưng mà có những người mình gặp là mình thương dữ lắm, phải không? Có không ạ? Mình gặp là mình thương dữ lắm. Có một lần Phật tới đó, hai ông bà la môn, hai vợ chồng già chạy ra ôm Phật. Ông nói: bà ơi, con mình về rồi. Cái bà chạy ra ôm Phật: ông ơi, con mình về rồi. Đức Phật mà ôm nói con mình ngon lành. Phật nói gì hết. Phật để cho ông bà lặn xuống á. Phật cứ nói: ông này 500 kiếp làm cha, 500 kiếp làm chú, 500 kiếp làm ông nội, cho nên thương ngài như con vậy đó. Bà này 500 kiếp làm mẹ, 500 kiếp làm dì, 500 kiếp làm bà ngoại, cho nên nhìn ngài là thương ngài. Thả năng được gần Phật, thương Phật như vậy. Khi mà Đề Bà Đạt Đa thả voi say ra để mà hại Phật á, voi say Nalagiri á, thì A Nan đứng lên cản liền. Nalagiri là đồi lâu á, từng cọng lông của con voi Nalagiri á, giống như cọng lâu vậy á, như ngọn đồi vậy đó. Thì A Nan thương Phật quá đứng lên, có ủi thì ủi chết ngài thôi chứ không cho đụng đến Đức Phật. Đức Phật nói: này A Nan, lui con. Tại vì quý vị nhớ là trong đời Đức Phật không ai có thể hại Phật nha. Thức ăn mà đã tác ý cúng cho Phật, phần đó của Phật rồi, có động đó, có núi lửa cũng không lấy được nữa. Tánh mạng của ngài không ai hại được hết. Sẽ thấy như vậy. Rồi hào quang của ngài, không có cái hào quang nào sáng hơn hào quang của ngài. Trí tuệ, không có trí tuệ nào làm khó được ngài. Nhưng mà thầy A Nan thương Phật quá, quên luôn. Phật nói: A Nan, lui con. Thầy A Nan thương sợ con voi ủi Phật á, không lui. Thầy A Nan đứng tiếp, con voi có ủi Phật thôi. Phật nói: A Nan, lui con. Thầy A Nan cũng không lui. Mình giống như nghĩ là thầy A Nan cãi Phật đó, đúng không? Chứ thầy A Nan không có muốn cãi, nhưng mà sợ nguy hiểm đến Đức Phật á. Sau đó Phật nói: A Nan, lui con lần thứ ba. Thầy A Nan lui không? Cũng không lui, nhưng mà tự nhiên thấy đứng sau, hiểu luôn rồi đó. Không lui là Phật cho thần thông, không lui thì ta cho ra, kiểu vậy đó. Và khi mà con voi Nalagiri nó lao tới Đức Phật á, với từ tâm của ngài, với năng lượng lành của ngài tỏa ra, ngài nói: này Nalagiri, ta là thầy của trời người, con là chúa tể của loài voi. Người ta cho con uống 16 hũ rượu cho con mê loạn tâm trí của con. Con là Phật sẽ thành. Phật xác tín như vậy.
Và sau đó quý vị biết là sau đó Vajnalagiri là sau này mất. Sau này Vajnalagiri là Phật chánh đẳng giác nha. Thầy xin khoảng 5 phút nữa nha. Để kể chuyện thầy Anang xong mà kết bài. Rồi khi mà 3 tháng trước khi Phật Niết Bàn á, thì Phật có hứa với Ma Vương. Chắc cái này quý vị có nghe trong kinh Đại Bát Niết Bàn đúng không? Phật có hứa với Ma Vương là ngài Niết Bàn 3 tháng nữa. Thì khi mà thầy Anang biết tin Phật Niết Bàn trong kinh nha, quý vị bữa nào mở kinh ra đi, quý vị đọc cái đoạn này thương. Thầy Anang trong tinh xá dựa cửa mà khóc. Lấy tay á, tựa cửa mà khóc. Khi mà nghe 3 tháng nữa, rồi một con người dễ thương như vậy, đức độ như vậy, trí tuệ như vậy, rồi cũng Niết Bàn. Thầy Anang khóc, tựa cửa khóc. Trong kinh nói thầy Anang giống như là choáng váng, tối tăm mặt mày, yếu ớt như lau sậy vậy đó. Mà thầy Anang là sơ quả rồi đó, thì giả Phật đó. Mà nghe Phật đó, khóc, khóc, khóc mà thương Phật như vậy. Nhưng mà ở đây những giọt nước mắt này không phải là những giọt nước mắt của đau khổ như mình đã tuôn ra đúng không? Đó. Nãy giờ mình học nhiều câu chuyện vậy đó. Chuyện thế gian là thầy kể vài chuyện vòng vòng, mà thầy kể chuyện trong Phật Pháp đó, cấp cô độc khóc, cũng khóc khi mà được thầy Anang với thầy Xá Lợi Phất giác ngộ giảng pháp cho cuối đời khóc, Visakha khóc, ngài Anang khóc, Yajudala khóc, Bachakara khóc, đúng không? Rồi hồi nãy các vị chư thiên khóc, bữa nào đến mình khóc, lát nữa nghe bài giảng này xong vui quá khóc, vậy cũng được đó, chứ đừng khóc vì những cái chuyện không đáng nha. Thì kết thúc của cái bài này thầy muốn nói cái gì? Thầy kể một vòng như vậy để thầy muốn nói với quý vị là ngày nào chúng ta còn sinh tử luân hồi thì những đắng cay và mỏi mệt, thì những giọt nước mắt sẽ còn rơi. Cho nên hiểu pháp, gặp Phật Pháp á, tranh thủ mà học pháp tu tập. Đời này mà chưa xong việc thì đời sau còn khóc nữa. Mà đời sau đi đâu thì còn lâu mới biết. Nó là như vậy. Cho nên mình tranh thủ cố gắng nhiều nhất. Mà quý vị ý thức giùm cho thầy nhá, là những giọt nước mắt khổ đau này nếu không có Phật Pháp là không biết sao để lau khổ. Không có Phật Pháp không biết sao để lau khổ. Biết Phật Pháp rồi thì nó vẫn khóc, nhưng mà chuyển từng giọt nước mắt nó kiểu khác, hoặc là chuyện gì xứng đáng mới khóc. Và tốt nhất là điềm tĩnh bình thản trước những cái cảm xúc của mình, và ý thức rằng còn luân hồi là còn hồi hộp, còn luân hồi là mình có thể tái sanh vào những cõi giới xấu, còn luân hồi là mình có thể gặp thầy tà bạn xấu, còn luân hồi là mình có cơ hội tạo bất thiện, còn luân hồi là cái khuynh hướng tà kiến còn nhiều, và còn luân hồi thì giọt nước mắt sẽ còn rơi. Và trong kinh Phật nói, này quý thầy, như thế là quá đủ, đủ cho mình nhàm chán để mà tu học. Cuộc sống này hiểu đạo rồi, dưới con mắt của bậc trí, mình nhớ nè, dưới con mắt của bậc trí tuệ thì chuyện là trong thế gian này không đáng gì cho mình vui đâu, khi mà cái niềm vui đó không phải là trong Phật Pháp. Cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, khi đời còn tăm tối sao không tìm ngọn đèn. Cười gì, hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, khi đời còn tăm tối sao không tìm ngọn đèn. Thì ở đây hôm nay quý vị trở về chùa giác ngộ tìm ngọn đèn. Ngọn đèn gì? Không phải ngọn đèn đó ha, đèn chánh pháp đó. Để mà soi sáng cho mình, để mình nương tựa trong cuộc đời, để tu tập ngày càng được an lạc hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ.
tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.